Hi, xin chào quý vị các bạn, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của Thị Sản Duy, là một trong những kênh phân phối về thuốc men, chia sẻ về đầu nghề thị sản chuyên nghiệp và uy tín và nói về cái việc trong giai đoạn mùa lạnh, hay là việc tôm ăn yếu, hay là tôm kém mắc mồi, hay là tôm còi không còn xa lạ chúng ta không ạ? Đó là rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta nuôi tôm. Thì những cái vấn đề này sẽ được giải quyết qua thông qua đó là sản phẩm Aquamax. Sản phẩm Aquamax là một sản phẩm đến từ nhiên liệu nhập khẩu và nó sẽ bổ sung chuyên để tăng trọng cho tôm. Và cái thế mạnh của Aquamax đó là kích bắt mồi và có một công thức đặc biệt, đó là sử dụng omega 3. Omega 3 là chất sinh trùng cá hồi. Thì sản phẩm đặc biệt này nó sẽ giúp cho thế mạnh của sản phẩm là sẽ tăng cường omega 3 và tăng cường vitamin, sẽ giúp tôm bắt mồi tốt, tăng trọng tốt, và đó là chính là thế mạnh của sản phẩm. Hy vọng rằng sản phẩm Aquamax sẽ giúp tôm cho tất cả chúng ta chống còi, và tôm sẽ bắt mồi một cách hoàn thiện, và tôm sẽ đồng hành cùng Aquamax sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị để thành công cho ngành tôm Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.